Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tựa game Thiếu Niên 3Q VNG. Ngày hôm qua thì mình đã làm cho anh em cái clip hướng dẫn chọn nước. Còn sáng nay thì làm cái clip so sánh giữa mấy cái tướng mà anh em phân vân ấy. Ví dụ như là Hoàng Trung hay là Khương Duy ở bên Thục. Bên Ngụy thì có Hứa Chử với cả Trương Cáp. Thế còn bên Ngô thì có Thái Sử Từ với cả Lỗ Túc. Thì mình đã so sánh chi tiết rất là kỹ 6 cái tướng đấy với nhau, nghĩa là từng cặp một với nhau để cho anh em dễ dàng chọn lựa hơn. Thế còn trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái nội dung, đó là trong 7 ngày đầu anh em cần phải làm những cái gì, những ưu tiên trong 7 cái ngày đầu tiên. Đó, thì mình sẽ làm cái clip này cho mọi người. Cái clip hàng ngày ấy, từng ngày một thì mình sẽ làm sau, nhưng mà bây giờ cái clip này mình sẽ làm tổng quát cho anh em đã. Đầu tiên ấy thì đầu tiên là cái vấn đề chọn nước đi. Cái vấn đề chọn nước thì cũng không có gì để nói nhiều, bởi vì mình cũng đã làm một số clip cho anh em về cái vấn đề chọn nước rồi. Chỉ có một số lưu ý là anh em đừng nghĩ rằng là anh em nghĩa là gì nhỉ? Đừng có nghĩ là mình chơi cái nước nào ngay từ đầu vội, bởi vì là sao? Bởi vì là nó phải phụ thuộc vào cái mà cái may mắn của anh em. Ví dụ anh em rút ra hai tướng đỏ lúc đầu thuộc nước nào thì anh em chơi theo nước đấy thì anh em sẽ đỡ mất được cái thời gian hơn. Tất nhiên là anh em cũng có thể thích cái nước nào thì anh em chơi nước đó, cái đấy chẳng vấn đề gì, mình cũng nghĩ là chẳng có vấn đề gì cả. Nó chỉ hơi mất thời gian thêm để anh em kiếm được cái tướng đỏ của các nước kia thôi. Nhưng nếu anh em muốn rút ngắn tối đa thời gian thì anh em cứ chọn cái nước nào mà anh em rút được hai người đỏ đầu tiên ấy thì anh em chơi. Ví dụ anh em rút được Hoàng Trung với cả Ngụy Diên đầu tiên đi thì anh em chơi Thục cho mình, ví dụ như vậy. Hay anh em rút được Hạ Hồ Đôn hay Hạ Hầu Uyên đầu tiên thì anh em chơi Ngụy cho mình. Đó, thì đấy là cái vấn đề đầu tiên về cái vấn đề về chọn nước. Thứ hai là về cái vấn đề sự kiện 7 ngày ở trong cái game này. Cái sự kiện 7 ngày ấy thì nó sẽ diễn ra trong 7 ngày, thì anh em có thể anh em cố gắng là làm hết các cái nhiệm vụ ở trong đấy để chúng ta có thể nhận được cái phần thưởng. Nhưng cái lưu ý ở trong này là mình sẽ nhận được những cái huy chương nếu mà anh em hoàn thành những cái nhiệm vụ đó. Và nếu có đủ những cái huy chương đó thì anh em có thể mở được những cái mảnh vỡ ấy, nghĩa là những cái mảnh của các cái tướng mà về bản Việt Nam thì mình không biết là nó sẽ cho những cái mảnh tướng nào thì mình cũng không hiểu nữa. Nhưng mà ở bên bản Trung Quốc là nó cho Triệu Vân ấy, nếu mà hoàn thành hết được thì sẽ được hoàn thành khoảng 120 nhiệm vụ thì phải, thì thu được 150 mảnh Triệu Vân. Như vậy là nếu mà hoàn thành xong thì anh em sẽ có ngay được Triệu Vân 4 sao. Đó là cái vấn đề thứ hai, đó là vấn đề về cái sự kiện 7 ngày nha anh em. Vấn đề thứ ba mà mình muốn nói là cái sử dụng vàng ở trong cái tựa game này. Thì cái sử dụng vàng thì anh em ưu tiên cho mình đầu tiên là mua thể lực. Thì cái này thì anh em đều biết cả rồi, chúng ta ưu tiên là mua toàn bộ thể lực cho mình. Cứ ngày nào có thể lực thì có cái thể lực thì mình mua ở đấy, tùy theo cái cấp độ VIP. Ví dụ như là cái ở đây mình đang là cái account này mình đang VIP mấy nhà, VIP 3 thì phải, nhưng mà lúc đầu mình VIP 0 ấy thì mình cũng có thể mua được 12 cái viên thể lực này, thì mình cứ mua thôi. Cái thứ hai là cái vấn đề về rút về quay tướng ấy thì anh em mình nghĩ là quay khoảng 2 lần cho mình. Quay thẳng 2 lần cho mình để làm sao? Bởi vì trong cái game này ấy, không biết về bản Việt như nào nhưng bản Trung ấy thì cứ rút 2 lần 10 ấy. Mỗi lần 10 và nhân 2 thì anh em sẽ chắc chắn có một tướng đỏ. Ví dụ ở đây giờ mình ấn một lần quay 10 này. Đấy, nó sẽ quay ra thì may mắn có thể được tướng đỏ, còn không may thì không có tướng đỏ. Nhưng nếu mình ấn tiếp lần thứ 2, nghĩa là quay thêm lần 10 nữa thì anh em chắc chắn sẽ có được một tướng đỏ nữa, nên là mình nghĩ là sẽ dùng Kim Nguyên Bảo để mua cái lượt quay khoảng 2 lần. Thế còn lượt quay thì anh em có thể kiếm được ở trong cốt hay là ở trong cái gọi là gì nhỉ, cái quét map này, cái vượt ải này. Cái thứ ba là cái vấn đề về cái hàng mà mình sẽ mua được ở trong cái sự kiện 7 ngày ấy, thì anh em mua cái gì? Thì cái này thì từng chi tiết từng ngày thì mình sẽ nói cho anh em sau. Nhưng mà ví dụ có cái áo kim thì anh em chắc chắn là nên mua cho mình, bởi vì kiếm đồ kim sẽ cực kỳ khó. Đồ kim đâu khoảng anh em mua ngày thứ, mình nhớ là khoảng ngày thứ thứ mấy nhỉ, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì đấy thì phải, thì anh em sẽ mua được 3 lần, mỗi lần là 20, mỗi lần là bao nhiêu mảnh nhỉ? 25 mảnh thì phải, 25 mảnh thì 3 lần là anh em có 75 mảnh, là anh em sẽ ghép được một cái áo kim đấy. Cái đấy chắc chắn là anh em phải mua nhá, phải mua. Thế còn những cái thứ hai, ví dụ như là những cái dương mà nó, những cái dương đồ đỏ ấy mà nó giảm giá 50% ấy, đặc biệt là dương trang bị đỏ nhá, thì anh em mình nghĩ là nên mua. Mình nghĩ là nên mua, bởi vì là trong cái game này ấy, kiếm trang bị đỏ cũng đại loại là kiếm bảo vật đỏ ấy, nó còn dễ hơn là so với cả kiếm trang bị đỏ, nên là anh em nên mua cái dương giảm giá đấy cho mình. Cái thứ ba về vấn đề tiêu kim nguyên bảo trong cái tựa game này đó là cái những cái số lượng mà ở những cái nhiệm vụ, ví dụ như là ở cái đây, ở cái đấu trường này này, cái đấu trường thì nó sẽ, anh em hoàn thành 60 lần một ngày thì anh em sẽ được nhận tất cả phần thưởng. Vì vậy là anh em nên mua làm sao cho nó đủ 60 lần là được. Anh em cứ mua thế nào đấy, mua từ bao nhiêu vé vào đấu trường quay mà anh em có thể chơi đủ 60 lần một ngày là để nhận tất cả các phần thưởng còn lại là được. Thế còn lại thì những cái nhiệm vụ, các cái nhiệm vụ khác ấy, những cái map khác, ví dụ như là kể cả những cái ải, đâu nhỉ, cái ải nào nhỉ, đại loại là những tất cả những cái ải nào mà nó yêu cầu nhiệm vụ bao nhiêu thì được nhận phần thưởng, thì anh em cứ dùng kim nguyên bảo để anh em mua cho mình đấy, không cần phải tiếc đâu. Cái thứ tư là về vấn đề quét map. Về vấn đề quét map thì sao, thì tất nhiên là anh em sẽ đi như thế nào đấy để đến lúc mà anh em không thể nào mà qua được map nữa, qua được ải nữa thì anh em mới dừng. Chứ anh em đừng có ham hố vào quét trang bị, dùng thể lực để quét trang bị nó rất là phí. Bởi vì sao? Bởi vì là dù anh em có chơi, có vượt qua bao nhiêu sao đi nữa, ví dụ như là anh em chơi, ví dụ mình đánh ải này có thể không được 3 sao, có thể chỉ được 1 sao hay 2 sao thì anh em vẫn cứ đánh cho mình nhá, không ngại đâu. Bao sao cũng, bao nhiêu sao cũng được, anh em vẫn cứ đánh cho mình, bởi vì là cái lợi ích mà anh em nhận được ấy, thì sau khi mà vượt được những cái tướng hoặc những cái ải trong này ấy, nó sẽ quen cao hơn nhiều so với cả cái lúc mà anh em quét trang bị. Chỉ khi nào mà anh em không thể nào mà đi được nữa thì anh em mới nên quét trang bị thôi. Đó, nó sẽ nhận được rất là nhiều phần thưởng ở trong cái tựa game này. Những cái dương mà khi anh em hoàn thành, kể cả anh em có không phải là 1 sao, không phải là 3 sao nữa, mà chỉ cần 1 sao, 2 sao thôi cũng được rồi. Đó. Ngoài ra, ngoài cái ải chính đấy ra, chúng ta còn một cái ải nữa mà trong game này mình không biết nó gọi là cái ải gì, không biết nó có thể là nó gọi là ải tinh anh không thì mình không rõ. Thì đâu nhỉ? Đây, cái phần này này thì anh em cũng ưu tiên anh em đi cho mình cái này nhá. Anh em đi càng nhiều càng tốt cái này. Thì cái này nó cũng có rất nhiều là phần thưởng cho mọi người, và nó cũng có những cái nhiệm vụ phụ. Sau khi anh em đi ải xong mà anh em không thể đi ải nữa thì lúc đấy chúng ta mới tính đến cái việc là quét các cái tướng. Thì cái phần quét tướng ở đây thì anh em ưu tiên cho mình là cứ chọn từ cái nhân vật mạnh nhất, sau đó quét rồi đến cái nhân vật thấp dần hơn. Mặc dù cái game này mình vẫn ưu tiên là gọi là nâng đều các tướng, nhưng mà vì là cái số lượng thể lực của chúng ta có hạn nên là chúng ta cần phải tập trung vào những cái tướng mạnh nhất trước. Bởi vì sao? Bởi vì là nó có một cái mốc, có những cái mốc, ví dụ như cái mốc 4 này và cái mốc 7 ấy, là cái mốc tăng lực chiến rất là nhiều. Ở đây ví dụ Triệu Vân của mình mới là 3 này, mình cần phải tăng lên 4 xong rồi tăng lên 7 thì nó sẽ tăng lên nhất là nhiều lực chiến. Đó, cái này thì có thể là nhiều anh em chưa để ý đâu, thì mình cũng nói luôn. Cái lưu ý tiếp theo mà mình muốn gửi đến cho mọi người là về cái phần đây, cái phần shop này, cái shop mà dùng cái tù vài này, thì anh em cứ mua hết tất cả các cái tướng mà trong cái nước mà anh em chơi cho mình, tất cả các tướng ở trong nước trong anh em chơi cho mình nhé. Ngoài ra ấy, thì các cái tướng ở nước khác ấy, nếu có điều kiện thì anh em cũng nên mua. Lý do bởi vì là cái tù và này nó cũng không quá khó kiếm anh em ạ. Nó khá là nhiều, ví dụ anh em có thể thu được đến 100.000 cái tù và này trong một tuần. Có lẽ nó không thành vấn đề đâu. Nên này anh em mua cho mình. Để có thể là, thứ nhất là để cho chúng ta có thể mở được các cái tướng mà chúng ta chưa có. Còn những cái tướng nào mà chúng ta có rồi thì chúng ta có thể tăng sao các cái tướng đấy lên. các cái tướng nào mà trong đội hình của nước ta thì nó sẽ mạnh, đội hình thì cái lực chiến của chúng ta sẽ mạnh lên, cái sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên. Còn cái tướng nào mà không có trong đội hình của chúng ta ấy, thì nó cũng sẽ có cái trong cái phần đồ giám này, nó cũng sẽ được kích hoạt ở trong cái phần đồ giám này, thì nó cũng tăng lực chiến rất là nhiều. Nên là những anh em nào mà có điều kiện một chút thì anh em nên mua tất cả các mảnh tướng cho mình, không cần phải tiếc làm gì, vì đằng nào chúng ta cũng phải tăng hết những cái tướng này thôi, cho dù nó không phải là nước mình chơi đi nữa. Thế còn cái phần hợp kích, cái phần hợp kích này thì nó cũng chỉ cho mình lựa chọn, nghĩa là cái số lượng hợp kích ở trong cái shop này nó không nhiều anh em ạ, nó chỉ có một vài cái, nó không có nhiều lựa chọn đâu, nó chỉ có một vài cái hợp kích này thôi. Thì anh em cái này thì anh em lưu ý xem là cái nào mình dùng thì mình dùng thôi. Mình có làm cho bên Thục rồi đấy, bên Ngô bên Ngụy thì mình chưa làm, bên Nguê bên Ngụ bên Quỳnh Quần thì mình chưa làm, chứ còn bên Thục thì mình làm rồi. Bên Thục thì mình nói là anh em ưu tiên cái này là một này, với một cái nữa thì đâu nhỉ, đây cái này này, cái này là hai này. Còn lý do tại sao mình dùng hai cái này mình đã nói rất là chi tiết ở trong cái clip đấy rồi. Cái clip là hướng dẫn xây dựng đội hình hợp kích của thần binh của nước Thục đấy, thì anh em có thể xem lại cái clip đấy ở trong kênh của mình. Anh em vào trong phần kênh của mình, xong anh em vào phần danh sách phát, xong vào cái phần thiếu niên 3Q VNG thì trong đó có tất cả các cái clip của cái tựa game này. Còn gì nữa không nhỉ? Có lẽ là tạm thời như vậy thôi. 7 ngày đầu thì mình lưu ý cho anh em như vậy. Cái còn là chi tiết tất cả các ngày khác thì mình nhớ chi tiết từng ngày một ấy, thì mình sẽ làm cho anh em sau. Ok, hy vọng là clip sẽ có ích cho anh em nhé. Nếu anh em thấy clip hay thì hãy nhớ like, share cũng như là đăng ký kênh và ủng hộ mình, cũng như về để cập nhật những thông tin, những kiến thức tiếp theo mình sẽ được gửi đến cho anh em trong thời gian tới. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.